Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hưng tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 136. Trong clip ngày hôm nay thì đa số là những cây giá nó cũng rẻ, dễ chơi anh chị. Cách mua bán của anh em thì vẫn y như thường lệ là nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu hoặc là không có chậu thì em đều nói rõ cho anh chị biết. Những chị nào chưa từng mua cây của anh em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là mình gọi trực tiếp số điện thoại ở góc cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị để mà chốt cây thì nó sẽ nhanh hơn anh chị. Nhiều khi anh chị bình luận trên clip thì em là không xem kịp cho nên là không có chốt kịp. Mã số 1 hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá trung. Cây này được sửa thân và nuôi rất là kỹ. Cây bên ngoài nhìn rất là hầm hố anh chị. Nó những cái co nó gắt và nó to. Hoành đế trên miệng chậu 56 cm, hoành thân, hoành cổ rễ chứ, hoành cổ rễ là 36 cm và chiều cao của cây là 36 cm, tàn dài 66 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em ha, là em chỉ đo hoành cổ rễ chứ còn hoành thân thì hồi em sẽ báo sao. Rồi bây giờ quay một vòng cho anh chị xem cái thân của nó được sửa từ nhỏ và được nuôi rất là kỹ. Cây này là một cây to anh chị. Linh sam sông Hinh lá trung, cây này là lá trung đời đầu anh chị. Ở cái hoành thân ngay tay của em chỉ đo được là 28 cm và hoành thân ở dưới đo được là 29 cm. Rồi bây giờ em sẽ đem máy đến gần cho anh chị xem cái thẹo của cây ha. Hiện tại thì nó còn một cái thẹo ngay cái tay em chỉ, anh chị để ý giùm em nha. Thẹo nó đang cuốn rất là mạnh. Và cây này được sửa thân rất là kỹ anh chị. Ở trên nhìn xuống nè, hai thân đuổi với nhau nhìn rất là có duyên. Rồi quay vòng mặt sau, quay từ từ, quay như vậy là anh chị có thể thấy được toàn bộ cái đường thân của nó đẹp hay xấu là anh chị biết hết rất là rõ ràng. Lùn to mà lại cơ bắp hoành to, những cái đoạn thân của nó lắc ghê hồn. Cây này được nuôi lâu rồi anh chị ha. Lạc lá để cho anh chị có thể thấy được toàn bộ cái dàn chi cành của nó. Rồi em tiếp tục quay một vòng ở mặt sau, xa xa cho anh chị thấy được toàn bộ tổng thể của cái cây. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 1, giá của nó là 5.900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị vì hiện tại nó đang nằm trong cái chậu nhựa anh chị. Chậu này thì không đẹp, anh chị về phải sang cho nó một cái chậu khác. Cây này vô chậu ly thì đẹp, bể đế thì khỏi nói luôn, quá trời là đế hết, co rất là gắt. 5.900.000 cho cây linh sam sông Hinh mã số 1 không có chậu. Tiếp tục mã số 2 hôm nay cũng là một cây linh sam sông Hinh lá trung, một cây trực lắc lùng. Chi cành cơ bản thì đã có 3 chi ở dưới rồi anh chị, 1, 2 và chi phong nó có đầy đủ rồi, thì phần trên thì không đáng kể, cái gì anh chị về xây dựng thêm ha. Cái này là em cũng lên theo yêu cầu của một số anh chị thích nuôi cây bài mà những chi cành cơ bản nó đã có sẵn, em cứ lên để phục vụ cho anh chị. Anh chị nào vừa ý thì mình chốt. Hoành đế trên miệng chậu 55 cm, hoành thân 29, chiều cao 19 và tàn ngang tạm tính là 42 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em. Cái này nuôi theo kiểu cắt giật anh chị, cho nên là nó to thì mình lấy một đoạn mà mình cắt. Nhìn những cái cốt đùa của nó rất là lực. Tất cả những cái cốt đùa này là đều nuôi từ cái mầm mà lên. Anh chị thấy rồi, lật cây ra cho anh chị xem ở phía dưới nhìn lên. Thẹo thì nó đang còn ở cái đùa số 1 và số 2 thì còn hai cái thẹo chính. Chỉ cho anh chị thấy rõ luôn. Số 1 và bên cái đùa số 2 thì nó còn hai cái thẹo to. Phía sau chị Phong. Cốt đùa nhìn rất là cân anh chị. Ở cái cốt đùa bên tay trái màn hình của anh chị đo được là 10 cm và bên tay phải là 11, phía sau chi phong là 9 cm. Chỉ cần thấy được, nghe được cái thông số như thế này thì anh chị biết là nuôi nó cũng rất là lâu mới có được cái cốt đùa to như thế này. Đế điều tự nhiên. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 2, giá của nó là 3.200.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu.
Tiếp tục số 3 hôm nay cũng là một cây linh sam sông Hinh lá trung. Cây này thì cây được sắp đế từ nhỏ. Bể đế của nó đều và nó nở cái bể đế nha anh chị. Cọng rễ nó đều và bể đế nở. Một cây trực lắc tông cao. Hoành đế trên miệng chậu 38 cm, hoành thân 22, chiều cao 26 và tàn ngang là 36 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em. Tàn ấm. Cốt đồ thì chưa được căng lắm nha anh chị, nhưng cái này giá nó cũng rẻ. Rồi, lật cái mặt trước và lật mặt sau cho anh chị thấy thật rõ luôn. Cốt đùi ở phía cái đùi số 2 thì nó to cỡ gần gấp đôi ngón tay cái mình. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 3, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này được làm cái tàn rất là kỹ. Lật mặt xa tiếp tục lên, anh đem máy đến gần cho anh chị xem. Rồi, em sẽ đem máy đến gần cho anh chị xem thật rõ. Toàn bộ chỉ cành đã được sửa rất là kỹ lưỡng. Cây nhìn rất là sạch nha anh chị. Dây nhôm đồ đi rất là tỉ mỉ. 1.200.000 cho cây linh sam sông Hinh mã số 3 có luôn chậu. Tiếp tục mã số 4 hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá kim, một cây trực lắc lùng. Cốt đùi thì tương đối là cũng căng với cây rồi anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 20, chiều cao 20 và tàn ngang là 36 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em. Do cái thời điểm em đang quay clip thì trời mưa anh chị, do ảnh hưởng bão số 4 cho nên là âm thanh nó hơi ồn, anh chị thông cảm giúp em ha. Cốt đùi thì nó to cỡ ngón tay cái mình trở lên nha anh chị. Cây linh sam sông Hinh lá kim, kim sông Hinh mã số 4, giá của nó là 1.300.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Em nhắc lại với anh chị, đây là cây kim sông Hinh nha anh chị, chứ không phải là lá trung, lá kim. Cây này thì thẹo nó còn trên cái đùi số 1, nó còn một cái thẹo cũng tương đối bằng hai ngón tay nữa là nó lành anh chị. Cây thân lắc tàn ấm, quay thêm một vòng nữa rồi xuống cây. Chi cành thì cũng to, căng căng cây rồi anh chị. Rồi xuống luôn. Tiếp tục mã số 5 hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá trung, một cây trực lắc. Cốt đùi to, thân lắc đẹp. Hoành đế trên miệng chậu 39 cm, hoành thân 19, chiều cao 27 và tàn ngang tạm tính là 29 cm. Anh chị thấy là cây này vừa cắt giật, lần này là lần cuối và mình chỉ cần lợp cái dàn xương lên nữa là xong. Chi cành cơ bản là nó đã đầy đủ rồi anh chị. Lặt lá hết cho anh chị thấy được toàn bộ cái vẻ đẹp của cây. Cốt đùi thì nó to đều với nhau cỡ ngón tay cái mình trở lên. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 5, giá của nó là 1.500.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này đi đều tự nhiên anh chị, thân lắc và gió cây. Tiếp tục mã số 6 hôm nay là một cây mai giới thủy lá kim, kim giòn. Cây này bể đế to, thân lắc, cũng là cây nuôi cốt đùi anh chị. Cốt đùi cây này nuôi cũng hơn 3 năm mấy rồi. Hoành đế trên miệng chậu 46 cm, hoành thân 30, chiều cao 26 và tàn ngang là 35 cm. Anh chị so sánh giúp em cái lon bia và cái hoành gốc. Thân lắc rất là đẹp. Bể đế nở và gió cây anh chị ha. Lật mặt trước và lật mặt sau cho anh chị xem luôn. Cốt đùi thì nó to cỡ, so sánh bên chỗ nhỏ nhất thì nó cỡ ngón tay út của mình. Như vậy là anh chị có thể hình dung nó chỉ to hơn từ ngón tay út mình trở lên thôi anh chị ha. Cây kim giòn mã số 6, giá của nó là 2.000.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị, vì nó đang nằm trong một cái chậu nhựa. Chậu này là chậu em nuôi anh chị ha, nuôi cây cho nên nó hơi nặng. Thân lắc rất là điệu, thẹo trên thân thì cũng không đáng kể lắm anh chị ha. Tiếp tục mã số 7 hôm nay là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này thì đế đều tự nhiên luôn anh chị, nhìn rất là lực. Cũng là cây nuôi cốt đùi. Hoành đế trên miệng chậu 34 cm, hoành thân 18, chiều cao 30 và tàn ngang là 34 cm. Anh chị so sánh cái lon bia giúp em. Cây này nhìn rất là có duyên, lực cây. Rồi, em sẽ lật cái mặt trước và mặt sau cho anh chị xem cái chi cành của nó ha. Rồi, quay ra mặt sau. Cốt đùi của nó thì nó to cỡ cây viết mình, cỡ cây viết.
Anh chị so sánh cái thân cây viết giúp em với cái cúc đùi ha. Rồi tiếp tục quay một vòng để cho anh chị xem cái bề đế của nó. Đây, đem máy đến gần. Đế đều tự nhiên luôn anh chị. Nhìn cây rất là lực. Cây trang đỏ mã số 7, giá của nó là 1 triệu đồng bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị, vì nó cũng đang nằm trong cái chậu nuôi anh chị, chậu nhựa. Tiếp tục mã số 8 hôm nay cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ. Anh chị thấy là hoa của nó nở và nó phá luôn cái phong tàn, phá cái dáng luôn anh chị. Hàng cây này thì ấm, đẹp. Hoành đế trên miệng chậu 30 cm, hoành thân 19, chiều cao 22 và tàn ngang là 29 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em. Âm thanh bên ngoài nó vọng vô rất là ồn. Anh chị lưu ý giùm em là những cái thông số trên mặt chậu em có ghi rõ ha. 30 là hoành đế, 19 hoành thân, 22 chiều cao và tàn ngang là 29. Sợ nhiều khi anh chị nghe ồn quá không nghe được em nói thì anh chị vui lòng nhìn giùm em cái thông số có ghi rõ trên thành chậu. Cây trang đỏ mã số 8, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị. Tiếp tục mã số 9 hôm nay cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây tông cao, hoành đế trên miệng chậu 28 cm, hoành thân 16, chiều cao 26 và tàn ngang là 28 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em. Lật mặt trước và lật mặt sau cho anh chị xem thật rõ luôn. Cây trang đỏ lá nhỏ mã số 9, giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Đây cũng là cây nuôi cốt đùi nha anh chị. Cốt đùi thì nó to cỡ cây viết mình trở lên. Rồi xuống cây. Số 10 hôm nay tiếp tục là một cây trà Phúc Kiến. Cây này là cây nuôi cốt đùi và nhìn rất là lực nha anh chị. Một cây siêu mini, cây bài. Một cây trực lắc luôn. Hoành đế trên miệng chậu 18 cm, hoành thân 9, chiều cao 10, tàn ngang là 16 cm. Anh chị so sánh thọc vẹt giúp em ha. Quay một vòng như vậy là anh chị có thể thấy được toàn bộ cái mặt trên. Và một hồi em sẽ cầm cái cây lên. Đây, em sẽ lật lên cho anh chị xem thật rõ cái chi cành của nó ở phía dưới. Cây này được nuôi cắt giật rất là kỹ anh chị. Là mặt trước. Đế đều 24 giờ. Đây là mặt sau, anh chị có thể nhìn thấy thật rõ ha. Đây là những cây nuôi cốt đùi. Thời gian nuôi rất là lâu. Cây này như anh chị nào mà yêu thích cái dòng siêu mini thì khó lòng mà bỏ qua đó. Cây trà Phúc Kiến mã số 10, giá của nó là 2 triệu đồng bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 11 hôm nay là một cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai là cây seri Thái nha anh chị. Đây là cây được lấy rễ làm thân, tông cao, tàn ấm, thân lắc. Hoành đế trên miệng chậu 24 cm, hoành thân 9, chiều cao 39 và tàn ngang là 32 cm. Anh chị so sánh giúp em cái lông bia và cái chiều cao cũng như là hoành cây. Thân lắc rất là có duyên, tàn ấm. Cây hồng ngọc mai mã số 11, giá của nó là 1.400.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tàn rất là ấm. Âm thanh bên ngoài nó hơi ồn, anh chị thông cảm giúp em ha, do trời nó đang mưa lớn. Tiếp tục mã số 12 hôm nay cũng là một cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai là cây seri Thái. Trái của nó thì nó màu đỏ anh chị và nó nhỏ bằng 1/3, 1/4 so với những cái trái seri mà anh chị hay mua bên ngoài chợ. Đây có một loại cây được lấy rễ làm thân, sửa rễ từ nhỏ, tạo ra cái thân co lắc. Hoành đế trên miệng chậu 22 cm, hoành thân đoạn trên cổ của cây là 10 cm, chiều cao 19 và tàn ngang là 22 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em ha. Cây này thân lắc rất là điệu. Nguyên một cái bệ rễ của nó tàn ấm. Lật mặt trước và lật mặt sau cho anh chị xem thật rõ luôn. Cây hồng ngọc mai mã số 12, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này đã thuần chậu được khoảng 1 tháng anh chị, cho nên là nó đã sống khỏe trong cái chậu này rồi. Đây là cái loại chậu ly hình vuông vắt gốc. Rồi xuống cây.
Tiếp tục mã số 13 hôm nay là một cây hồng ngọc mai nữa. Hồng ngọc mai là cây sari Thái nha anh chị. Cũng là loại cây được lấy rễ làm thân, sửa rễ từ nhỏ. Hoành đế trên miệng chậu 19 cm, hoành thân 6, chiều cao 22, tàn ngang là 22 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em. Cây nào thân nó cũng lắc hết anh chị. Rễ thì cùng cuộn, tàn ấm. Cây hồng ngọc mai mã số 13, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này cũng đã thuần chậu này cũng gần một tháng rồi anh chị ha, cho nên là không phải lo lắng nữa. Tiếp tục mã số 14 hôm nay là một cây mai chú thủy lá trung trung nu dòng siêu mini. Cây này thì em đặt lá cho nên là vẫn chưa vô chậu, nó đang ra lá non anh chị, không có dám đụng tới nó. Cây này là một cây đẹp. Hoành đế trên miệng chậu 24 cm, hoành thân 12, chiều cao 9 cm và tàn ngang là 14 cm. Anh chị so sánh khọc vẹt giúp em. Cái này thì khoảng tầm 10 ngày nữa là mình sang chậu được rồi anh chị, để cho lá nó già lại, rễ nó ra nhiều chút cho nó khỏe cây rồi mình hãy sang chậu. Cốt đùi thì nó to cỡ ngón tay út mình là đều đều anh chị, nhỏ hơn chút, nhỏ hơn ngón tay út một chút. Rồi lật mặt sau cho anh chị xem chi cành nó chuẩn luôn. Do cái này chưa vô chậu cho nên là em để cái giá nó cũng mềm, anh chị về vô chậu sao ha. Rồi tiếp tục quay vòng. Đây chi cành bắt chuẩn anh chị không phải lo lắng nha. Thẹo trên thân thì nó lành tương đối nhiều, nó còn khoảng 10% nữa, tạm tính là 10% nữa là thẹo nó lành 100%. Đế đều tự nhiên. Cây mai chú thủy lá trung trung nu mã số 14, giá của nó là 1.600.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ gửi luôn cái chậu cho anh chị cho cây nó khỏe, thì khi mà về đến nhà rồi thì anh chị để cho lá nó trở lại cái màu, nó lá nó bắt đầu có cái màu xanh đậm xuất hiện thì mình sang cho nó ép vô chậu nhỏ là chơi được anh chị. Tiếp tục bẻ số 15 hôm nay là một cây trang vàng lá nhỏ. Cây này bể đế to, hoành thân cũng to anh chị, tàn thì nó đã ấm, mình tận dụng cái cốt cành có sẵn trên cây anh chị, lợp tàn cho nên là nó mau chơi. Hoành đế trên miệng chậu 45 cm, hoành thân 30, chiều cao 28, tàn ngang là 38 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em ha. Cái hoành đế của nó to gần gấp đôi lông bia. Cái này về đến Tết là nó ra hoa đầy luôn chị. Trang vàng thì nó nhanh ra hoa. Mẫu đơn vàng lá nhỏ, một cốt đặc. Cái này phía dưới cái bể đế của nó cũng còn nhiều anh chị. Anh chị về mình xịt nước để cho nó ló ra, rồi anh chị vô cái chậu đến độ cao như thế nào là tùy theo ý của anh chị ha. Thấy nó vừa nó đẹp, đẹp mắt mình là được. Cây trang vàng lá nhỏ mã số 15, giá của nó là 1.400.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bỏ bầu để gửi cho anh chị, vì cái bầu của nó rễ nó ăn muốn hết trơn cái chậu rồi anh chị. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 16 hôm nay là một cây trang đỏ lá nhỏ, bể đế rất là to, hoành cũng to luôn. Cây này thì tàn ấm, cốt đùi, cây này cũng là cây nuôi cốt đùi anh chị, nhưng mà nó chưa được to lắm, nó cỡ đầu của cây viết mình thôi. Hoành đế trên miệng chậu 38 cm, hoành thân 23, chiều cao 20 và tàn ngang là 22 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em so với cái chiều cao cũng như là hoành thân, hoành gốc. Cây to, đế đặc. Cây trang đỏ lá nhỏ mã số 16, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị, vì hiện tại nó đang nằm trong một cái chậu xi măng, chậu này chậu nuôi anh chị. Chỗ này để tiền nó rất là mỏng manh, ship hàng cho anh chị là nó vỡ nát cũng vậy ha. 1.200.000 không có chậu cho cây trang đỏ mã số 16. Tiếp tục mã số 17 hôm nay là một cây linh sam 86, một cây trực lắc lùng, tàn ấm, cốt đùi to, đế đều tự nhiên. Hoành đế trên miệng chậu 30 cm, hoành thân 14, chiều cao 16 và tàn ngang là 24 cm. Anh chị so sánh hầu vẹt giúp em ha. Cây này là một cây đẹp, được nuôi rất là kỹ, lặt lá hoàn toàn để cho anh chị có thể thấy được chi cành của nó. Cốt đùi thì nó to hơn ngón tay út của mình. Cây linh sam 86 mã số 17, giá của nó là 1.100.000, 1.100.000 anh chị, 1.100.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu.
18 tiếp tục là một cây linh sam 86, cũng là cây nuôi cốt đùi. Cây này thì bể đế của nó nhìn lực hơn so với cái cây số 17, nhưng mà tàn thì nó không bằng, tàn thì nó còn thiếu. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 15, chiều cao 19 và tàn ngang là 25 cm. Anh chị so sánh không vậy giúp em ha. Đây là chung một lô nhưng mà có cây nó ấm tàn, còn cái cây nó còn thiếu. Chi cành thì anh chị thấy là nó to cỡ ngón tay út mình, là đều đều nha. Cũng đã khóa ngọn xong. Nuôi cốt đùi thì nó lâu anh chị. Bể đế cái này đẹp. Cây linh sam 86 mã số 18, giá của nó là 900.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 19, hôm nay cũng là một cây linh sam 86, cây này tông cao, thân lắc, chi cành cơ bản đã có đầy đủ, tàn thì còn hơi thiếu một chút anh chị, về anh chị vừa chơi vừa nuôi thêm. Hoành đế trên miệng chậu 25 cm, hoành thân 14, chiều cao 30 và tàn ngang là 32 cm. Anh chị so sánh giúp em cái lon bia. Cây này thì lạc lá cho nên anh chị có thể nhanh thấy được toàn bộ cái chi cành của nó. Nếu mà đúng ý của anh chị thì mình chốt cho nó nhanh. Cái cốt đùi của nó to cỡ cây viết mình là đều đều nha anh chị. Có chỗ thì to hơn, có chỗ thì nhỏ hơn chút, nhưng mà mình so sánh bằng cái cây viết đi cho nó dễ. Cây linh sam 86 mã số 19, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Rất là dễ chơi. Tiếp tục mã số 20, hôm nay là một cây sam núi trái của miền Tây trồng. Một cây trực lắc lùng. Hoành đế trên miệng chậu 20 cm, hoành thân 10, chiều cao 15 và tàn ngang là 18 cm. So sánh cái hộp vẹt giúp em. Cái này đế nó trải đầy trên mặt chậu, anh chị có thể thấy rõ luôn ha. Cốt đùi của nó thì nó to cỡ từ gần bằng ngón tay út của mình. Đây cũng là những cây nuôi cốt đùi. Cây sam núi trái mã số 20, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 21, hôm nay cũng là một cây sam núi trái của miền Tây. Cây này được sửa thân từ nhỏ nha anh chị. Cũng là cây nuôi cốt đùi. Hoành đế trên miệng chậu 22 cm, hoành thân 12, chiều cao 25 và tàn ngang là 32 cm. Anh chị so sánh cái lon bia giúp em. Hiện tại cốt đùi của nó to cỡ cái viết mình đều đều với nhau. Cái viết là nhỏ nhất anh chị. Thân già, nu rất là nhiều. Chi cành cơ bản thì đã có, tàn thì còn hơi thiếu, anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm giúp em. Cây sam núi trái mã số 21, giá của nó là 800.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ gửi luôn cái chậu này cho anh chị vì nó đang nằm trong chậu này, chậu nuôi. Tiếp tục mã số 22, hôm nay là một cây linh sam siêu hoa. Cây này được trồng trong cái ống nhựa 90 anh chị. Bể đế của nó nằm trong cái ống nhựa chứ không phải là nó xòe ra. Cây này thì phù hợp với những chị nào mà yêu thích chơi ghép với đá hoặc là mình chơi tiểu cảnh. Cây này tàn ấm rồi. Hoành đế trên miệng chậu 29 cm, hoành thân 18 cm, chiều cao là 62 cm, tàn ngang là 60 cm. Anh chị thấy là cây này nó hoành nhỏ nhưng mà tông cao, thân lắc, sửa thân từ nhỏ anh chị ha. Tàn thì ấm mịn, cũng là cây nuôi cốt đùi. Rồi em đem máy đến gần cho anh chị có thể xem được cái dàn tàn, lật mặt sau lên, quay mặt sau ra đúng rồi. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành nghiêng cây, nghiêng cây và đem máy đến gần cho anh chị xem thật rõ ha. Cây này được sửa rất là tỉ mỉ, tàn ấm, thân lắc, sạch cây lắm anh chị. Rồi quay ra mặt trước. Cốt đùi thì nó to cỡ từ ngón tay út mình trở lên nha anh chị. Thời gian nuôi nó cũng khoảng gần 1 năm. Cây linh sam siêu hoa mã số 22, giá của nó là 1.500.000, bao phí vận chuyển. Và cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị. Do cái tàn của nó bự, tông nó cao cho nên là cái diện tích nằm trong cái thùng nó to anh chị, thì phí vận chuyển nó nhiều. Nếu mà anh chị nào ghé vườn lấy cây này thì em giảm 200.000, còn 1.300.000. 1.300.000 thì lấy cây tại vườn và 1.500.000 là đóng thùng gửi đi anh chị ha.
tất cả đều là bó bầu. Bên em mua bán thì luôn luôn là rõ ràng. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 23 hôm nay là một cặp mai chú thủy lá kim kim giòn. Cặp này là cặp phô nuôi cốt đùi anh chị. Anh chị thấy là những cái cốt đùi của nó được cắt giật. Và bây giờ mình chỉ cần lợp cái tàn nữa, chờ nó ra một thời gian nữa là mình lợp cái tàn là xong. Cái này anh chị lưu ý là em bán một cặp hai cây ha. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế trên miệng chậu 26 cm, hoành thân 16, chiều cao là 14 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình của anh chị, hoành đế 24, hoành thân 14, chiều cao cũng là 14 cm luôn. Những cây này thì em không có nuôi, em không có đo cái tàn. Lý do là cái tàn anh chị còn phải ra tùy theo anh chị nào thích chơi tàn dài hay tàn ngắn nữa. Những cái cốt đùi của nó thì đều đều với nhau cỡ ngón tay út. Đây là loại kim giòn được sửa rễ từ nhỏ, nhưng mà làm theo kiểu đế tự nhiên anh chị, cho nên là cộng to cộng nhỏ và nó phân bổ đồng đều trên mặt chậu. Cái này là dành cho những anh chị nào mà yêu thích cái dòng kim giòn mà nuôi cốt đùi. Cặp kim giòn mã số 23, giá của nó là 1.500.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Tính ra thì một cây nó chỉ có 750.000 mà thời gian nuôi cốt đùi tới bây giờ là khoảng gần 3 năm anh chị. Rất là dễ chơi. Những chị nào mà đã từng chơi cây thì mới hiểu về cái thời gian nuôi một cái cốt đùi. Thì cho nên là cái giá trị cây nó phải phù hợp với cái thời gian mình nuôi nha anh chị. Rồi xuống cây luôn. 24 tiếp tục là một cặp trang vàng lá nhỏ, cũng là cây nuôi cốt đùi, và đặc biệt đây là loại trang được xử lý cái củ đế từ nhỏ, cho nên là cái bệ đế của nó nhìn rất là to. Mặc dù là hoành thân nhỏ nhưng mà bệ đế to anh chị, nhìn rất là lực cây. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế là 19 cm, hoành thân 12, chiều cao 11 và tàn ngang là 18 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình của anh chị, hoành đế 19, hoành thân 11, chiều cao 14, tàn ngang là 18 cm. So sánh không quẹt em để giữa hai cây anh chị. Những cái cốt đùi nó to cỡ từ cái đầu của cây viết mình trở lên đến cái thân cây viết. Rồi lật cây mặt trước lật mặt sau cho anh chị thấy thật rõ luôn. Cặp trang vàng lá nhỏ, mẫu đơn vàng lá nhỏ, mã số 24, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Anh chị lưu ý là em bán một cặp hai cây, em không có bán lẻ từng cây nha, cho nên anh chị có chốt thì vui lòng chốt hai cây giúp em. Tiếp tục mã số 25 hôm nay là một cặp trang sen. Trang sen anh chị biết là hoa của nó nở rất là lâu, lâu tàn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân là 9 cm, chiều cao 12, tàn ngang là 12 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành thân 5, chiều cao 12, tàn ngang cũng là 12 cm luôn. Anh chị so sánh không quẹt em để ở giữa hai cây ha. Bên em bán cây là tất cả những cái thông số, cái số đo của cây là luôn luôn ghi trên mặt chậu, cho nên là anh chị có thể về và khi mình nhận cây thì mình cứ kiểm tra cái thông số nó có sẵn. Anh chị biết được nhà vườn tụi em làm ăn có rõ ràng đàng hoàng hay không ha. Cặp này thì tàn ấm. Khi mà vô dây đợt này để lên clip thì em có bỏ bớt những cái hoa của nó. Hiện tại thì nó vẫn còn một số cái nụ rải rác trên cây thôi chứ không có rộ lắm nha anh chị. Cặp trang sen mã số 25, giá của nó là 450.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Đây là cặp chậu nhựa nha anh chị, chậu nhựa. Tiếp tục mã số 26 hôm nay là một cặp sam núi trái mini của miền Tây trồng. Cặp này thì rất là già, cũng là cây nuôi cốt đùi. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân là 7 cm, chiều cao 14, tàn ngang là 14 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành thân 6, chiều cao 14, tàn ngang là 15 cm. Anh chị so sánh không quẹt em để giữa hai cây. Lật mặt trước và lật mặt sau. Hiện tại trên hai cây này thì có một cây nó đang có cái vòi trái. Cặp sam núi trái mã số 26, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Em sẽ đem cái vòi trái trên một cái cây ra cho anh chị xem. Đem đến gần màn hình. Anh chị để ý thật kỹ giúp em, ngay cái đầu ngón tay em chỉ là cái vòi trái của nó còn rất là nhỏ nha anh chị. Đó, ngay đầu ngón tay chỉ luôn. Rồi.
Cặp sam núi trái mã số 26 giá của nó là 700 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Tiếp tục mã số 27 hôm nay là một cây mai chú thủy gò cong lá trung, một cây nuôi cốt đùi, một cây trực lắc lùng. Cốt đùi thì anh chị thấy là đã cắt mấy lần rồi ha. Hoành đế trên miệng chậu 38 cm, hoành thân 29, chiều cao tạm tính là 22 cm. Tàn thì em không có đo nha anh chị, do mình còn đang thả lan để nuôi. Những cái cốt đùi này thì nó to, nhỏ nhất thì nó to cỡ ngón tay cái mình, còn cái chỗ to nhất thì nó gấp 3 lần, cỡ 3 lần so với ngón tay cái mình đó. Đây là những cái cốt đùi mà nuôi từ cái mầm lên đó anh chị. Cây như thế này thì anh chị có thể biết được là mình có thích hay không thì cũng dễ, nhìn chỉ cần nhìn sơ là anh chị biết được rồi. Thẹo trên thân thì nó còn khoảng cỡ hai ngón tay nữa là nó lành. Ở cái đùi số 1 thì cái thẹo to nó vẫn còn anh chị ha, cỡ hai ngón tay. Cây mai chiếu thủy gò cong lá trung mã số 27 giá của nó là 1.400.000, bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu này. Cây này thì chắc chắn là chậu này anh chị về phải thay thôi, bởi vì nó phải vô cho nó một cái chậu to hơn để nuôi thì nó mới có đủ sức anh chị ha. Đây cũng là cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị, mình hẹn gặp lại trong clip sau.